giới thiệu với các bạn. Đây là hệ thống, hôm nọ tôi đi có mua hai tấm pin, tôi đã lắp lên trên mái nhà. Hai tấm pin này là hai tấm pin 110W một tấm, tấm mono. Trên tôi là 20 đá nên tôi đang thử nghiệm. Còn đây làm thô sơ, tôi những cái này tôi chế hết chứ không như các bạn ở dưới xuôi là các bạn có đồ để mua sẵn về chỉ việc lắp những cái khung ấy này. Còn đây là tôi chế thôi, tôi cắt từ cái hộp vuông 9 phân, còn bên dưới là cái hộp vuông 2x6. Đây các bạn, đi bằng hộp vuông 2x6. Còn đây là tôi đi dây bằng dây 2x10. Các bạn dùng chịu khó vệ sinh cho nó sạch thì hiệu suất nó cao hơn. Thế tôi chưa thấy ai dùng cái này. Đấy, tất cả các máy nhà chẳng ai ta dùng cả. Trên tôi hôm qua vừa mưa. Đây, cái này tôi gá bằng cái ấy này. Tôi chế hết này. Chế hết tại. Bắn linh vít. Thoải mái chắc chắn các bạn. Tấm này bắn đầu tiên là hơi xấu. Tôi chế cái này hơi dài, xu hướng thì muốn lắp nhiều nhưng mà tôi muốn xem nó có chịu đựng được so với cái thời tiết ở trên này mưa đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là hình ảnh thực tế tôi lắp tấm pin mặt trời trên vùng sâu vùng xa.